Hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn thêm một số cái mẫu bóng bạc nữa nha, để cho anh chị và các bạn nào cảm thấy đẹp á, mẫu mã nào cảm thấy đẹp thì lấy về bán nha, còn ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua cho chúng ta chơi. Thì một lốc như thế này là 100 cái anh chị các bạn, 100 cái trong một bịch đó. Thì cái sản phẩm này á, lấy lẻ có nghĩa là lấy cái số lượng tối thiểu là 10 cái trở lên nha anh chị và các bạn. Nên ra bóng bạc á, là chúng ta mua cái số lượng tối thiểu là 10 cái trở lên. Thì ở đây là con mèo Kitty anh chị các bạn, con mèo Kitty. Thì nó nằm như thế này thì anh chị sẽ và các bạn sẽ không phân biệt được cái mẫu nó như thế nào. Thì ở đây mình có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem nè, ở đây em có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem. Đây là con mèo Kitty ha. Thì cái sản phẩm này kích thước như thế nào thì anh chị và các bạn có thể cập nhật vào website của mình ha. Cái link website của mình ở để dưới phần mô tả, anh chị xuống cái phần mô tả sẽ thấy được cái link website, link sản phẩm á, anh chị bấm vào đó và liên hệ trực tiếp với shop giùm em nha. Đây thì ở đây nó có nơ ha, thì đây em review nhanh thôi. Rồi cái sản phẩm thứ hai đó là con ngựa Bonnie anh chị các bạn, con ngựa Bonnie. Đây ngựa Bonnie, ở đây nó có ba màu anh chị các bạn, cái này là màu hồng ha, màu hồng. Ở đây là màu tím ha, còn ở đây là màu xanh, ở đây là màu xanh anh chị các bạn. Ở đây thì mình có bơm sẵn ba màu cho anh chị các bạn xem luôn nè. Thì các bạn nhìn cái màu mã ha, nó cũng khá là đẹp, khá là dễ thương màu sắc ha. Hình như là nó anh chị các bạn không thấy được hết màn hình nữa. Đây là màu hồng ha, cái lưng nó này và cái trước mặt nó. Ở đây là cái cây que kèm theo anh chị các bạn. Cây que kèm này không có bán chung với sản phẩm nha anh chị các bạn, nó là thuộc về phụ kiện nhà đầu bơm ha. Anh chị và các bạn cập nhật vào cái danh mục phụ kiện nhà đầu bơm á thì anh chị và các bạn sẽ thấy được cái cây này ha. Thì giá thành trên cây này như thế nào, kích thước như nào thì trên đó nó cũng có rồi, anh chị các bạn cập nhật vào website ha. Và tiếp theo đây là con màu tím nè. Đây thì cái mẫu mã nó giống hệt nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau với cái màu sắc đó chị bạn, màu sắc. Rồi mẫu tiếp theo đó là con cá phóng anh chị các bạn, cá phóng hay là cá mập hay là cá heo gì đó thì anh chị và các bạn cái tên nào cũng được, nhưng mà qua đây có hình ảnh rồi, anh chị cảm thấy đẹp thì cắt hình ảnh lại thôi. Đây ở đây mình có bơm sẵn nè. Đây, nó cái hình hài cá phóng là sao, con cá nó giống như kiểu đang phóng anh chị bạn, sắc đang phóng, hay là gọi cá heo cũng được ha, hay là cá heo ha. Rồi đây, ở đây là màu hồng ha, đây là màu hồng. Kích thước thì nó đã có trên website rồi ha, anh chị các bạn cập nhật vào website xem ha. Ở đây mình cho anh chị và bạn xem cái mẫu mã thôi. Rồi tiếp theo là con khủng long ha anh chị các bạn, con khủng long. Đây là con khủng long ha. Khủng long thì nó có hai loại á. Loại kia thì anh chị các bạn vào cái danh mục bóng bạc anh chị sẽ thấy được tất cả các mẫu ha. Đây là khủng long nè, khủng long to lắm anh chị các bạn. Rồi cái mẫu tiếp theo mình cũng review cho anh chị xem, đó là cái mẫu bóng lòng ha. Bóng lòng thì nó có hai loại, hai ba loại, một loại tim, một loại Doraemon. Còn cái loại này thì nó cũng giống như cái lòng anh chị các bạn, nhưng mà nó mẫu khác. Đây mình sẽ cho anh chị và các bạn xem cái mẫu ha. Đây là bóng lòng đây anh chị các bạn, đây là bóng lòng. Ở bên trong nó có con thỏ, con thỏ hay con Kitty gì đó, nhìn cũng khá đẹp, khá dễ thương. Rồi ở đây là có màu hồng, hai màu ha, màu hồng. Đây là màu hồng ha. Cây que thì hình ảnh cái màu sắc á, cái hình ảnh ở trên này nè, nó có thể in mẫu khác nhau anh chị các bạn, nó có thể in khác nhau, nhưng mà cái lòng á thì nó như thế này á. Rồi tiếp theo đó là con ngựa Bonnie ha, con ngựa Bonnie nè anh chị các bạn, ngựa Bonnie là Bonnie mẫu khác nữa. Đây nó cũng có hai màu nè, hai màu. Cái đây mình có bơm sẵn nè. Đây là màu tím, thì anh chị và các bạn phân biệt nè, anh chị các bạn nhìn thấy nè, cái hình ảnh nè, cái hình ảnh in trên hình con ngựa ha, nó khác nhau. Bên đây là con mèo Kitty cởi ngựa Bonnie, còn bên đây là con mèo Kitty ha. Ở đây hình đây là con thỏ, thỏ. Nó khi hình ảnh cái này nó có thể in khác nha anh chị các bạn, in khác đó. Thì màu sắc như thế nào anh chị nhìn ha, nhìn cụ thể luôn. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ
Cho anh chị biết đây là mẫu gì ha. Đây là cái mẫu máy bay anh chị các bạn, máy bay. Thì ở đây nó có hai màu luôn chị các bạn, hai màu, màu đỏ và màu xanh ha, xanh nước biển. Thì ở đây mình cũng có phân biệt rồi nè, mình cũng có bơm sẵn rồi nè. Đây là cái mẫu máy bay màu xanh nước biển. Đó. Cái hình ảnh trên này nó có thể thay đổi nha anh chị các bạn, thay đổi mẫu mã khác nhau ha. Hình ảnh trên này có thể thay đổi. Đây, đây là màu đỏ. Anh chị nhìn cái hình ảnh trên màu sắc á, trên ở trên nó thay đổi nè. Hình ảnh nó không trùng trùng nhau anh chị các bạn. Hai màu ha. Rồi tiếp theo đó là con mẫu cá mập ha chị các bạn, cá mập. Cá mập này thì có hai màu luôn, màu đỏ và màu vàng, màu đỏ với màu vàng. Đây, đây là màu đỏ mình có bơm sẵn. Anh chị để ý hình ảnh trên này nó khác nhau, thay đổi khác nhau nha. Hình ảnh thay đổi ngẫu nhiên anh chị các bạn. Đây là màu vàng ha. Đây là con cá, nó in trên con cá. Con này in con mèo Kitty. Đó. Khác nhau hoàn toàn ha. Khác nhau về hình ảnh thôi. Theo mình muốn anh chị và các bạn biết mẫu gì không? Mẫu này mẫu con thỏ nha anh chị các bạn. Mẫu này nhìn nó màu trắng nhưng mà bơm lên cũng khá là đẹp, khá là dễ thương. Đây mình có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem nè. Đây ha. Đây là con thỏ màu trắng, nhìn cái mẫu cũng khá là dễ thương anh chị các bạn. Nhìn khá là đẹp ha, anh chị các bạn nhìn đó. Ở đây thì mình thấy con này chỉ có một màu thôi. Rồi, cảm ơn chị và các bạn đã xem video nha.